Mình sẽ chạy lại để cho các bạn xem một cái vấn đề nữa đấy. Mặc dù là cái tái tổ của Windows thì mình đã cất tâm lại, nó hơi dài một xíu nên nó đầy bí quyết đấy. Đấy, bây giờ mình muốn nó cơ sổ ở đâu nó sẽ to hơn như thế này để mình có thể thấy full được cái tái tổ. Mình sẽ làm thế nào? Đây, mình thử một cái trong này thôi. Đấy, vô đây rồi. Thì mình sẽ truyền vào đấy là những cái tham số chiều dài và chiều rộng. À, thực đúng ra là cái chiều rộng trước. Rồi, x. Chiều cao 100. Ok, sang thử thế nào nhé. Đấy, rất là như mình mong muốn rồi đấy. Mình sẽ nhỏ cái này sẽ là 200 thôi. Để cho nó tôi và rerun này. Đấy. Ok. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục bài hướng dẫn. Lần trước thì chúng ta cũng đã tìm hiểu qua cái luồng cơ bản của một cái chương trình lập trình giao diện như thế này. Đầu tiên đây, cái bot module cái tí tạo cái cơ sở chính, sau đấy là cái get đấy, get. Ok, bây giờ chúng ta sẽ như thế nào đấy. Trước đến giờ chúng ta chỉ mới một cái cấu hình cơ sở thôi, còn cái mục này vẫn đang còn trống. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái kiểu tag label đấy bằng đấy, truyền vào cái tham số. Thì cái tham số đầu tiên nó sẽ là một cái cơ sổ. Tôi sẽ chạy và tôi sẽ nói đấy cơ sổ đấy, cái tính này truyền vào ấy thì nó phải có một cái cơ sổ, nó ở đâu cái parameter truyền vào nó sẽ nằm trên cơ sổ nào. Cái cơ sổ này sẽ là cơ sổ Windows và cái nội dung text này ấy. Đây cái cửa sổ Windows đây, còn cái nội dung text này là sẽ vua chẳng hạn. Thế xem nó đã chạy đâu rồi, chạy lại sao nó chưa hiện nhỉ? À, nó chưa hiện tại vì lại mình phải dùng thêm cái này nữa thì nó mới hiện. Đấy. Ok, như vậy là chúng ta đã add được một cái widget vào trong cái cơ sở chính rồi. Bây giờ mình add trong cái tôi nói thêm ngoài label, ngoài add text thì nó còn add thêm image nữa. Chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ ta có thể thêm một cái thuộc tính của phông chữ ở đây, ví dụ như là tại cái chữ này. Không chữ xem rằng này đấy, chữ hơn thế đấy, nó sẽ cho lên 50. À, chữ nó không à, thì cái này phone này nó sẽ có cả âm này kiểu chữ này đấy, 50 này lên đến kiểu
Đấy. Ok rồi đấy. Như tôi nói tên thì cái label ấy, ngoài edit text thì chúng ta có thêm một cái photo. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái label để chữa à không, đầu tiên là photo này nha. Đây rồi. File bằng tương tự như trên thì chúng ta cũng sẽ đi kiếm một cái ảnh cái ảnh sẽ tạo một cái ảnh nào. Quay lại đấy. Sao nó không à quên thì ta sẽ tạo một cái photo label nữa photo label is cây label này. Label này sẽ là nơi chứa cái ảnh của mình. Tất nhiên là nó vẫn para của parent vậy là người nào đấy thì sẽ là bằng đúng rồi ok đấy, cái này là photo photo thì sẽ bằng gì thế là bằng cái photo của mình. Sao bị gì nhỉ? Đây là phân biệt. Có cái đây. Là photo in. Không biết cái photo này image thì không